Kính thưa Hương Linh của anh Võ Lời, em tên là Hà Huy Khánh. Hôm nay em cùng với anh Trần Lương Thăng. Em thì ở Hà Tĩnh, còn anh Trần Lương Thăng là tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Chúng em biết đến cái sự việc rất là đau lòng, cái rủi ro rất là lớn, khiến anh đã không còn nữa, đã ra đi rồi, để lại một cái nỗi đau rất lớn cho hai đứa con và những người thân trong gia đình của anh. Thì chúng em làm cái chương trình thiện nguyện ấy, đặc biệt là trong cái đợt này là chúng em đang có cái kế hoạch để cứu trợ giúp đỡ cho đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai lũ lụt. Và hôm nay hai anh em chúng em biết đến cái câu chuyện đau lòng của anh, thì em cùng với anh Trần Đương Thăng đến đây để tìm hiểu, để thăm hỏi và nơi đang đứng, nơi mà xảy ra cái sự việc đau lòng, anh bị sạt lở đất, sập nhà, vùi lấp, chúng em rất là đau xót. Và hai anh em chúng em có nén hương cầu nguyện cho hương linh của anh Võ Lời được siêu thoát, anh linh thiêng về phù hộ độ trì cho con của anh, cho đại gia đình của anh được bình an mạnh khỏe, để có cái điều kiện thay anh gánh vác việc chăm sóc hai đứa con của anh. Và anh linh thiêng để phù hộ cho các nhà hảo tâm, những người yêu mến hoàn cảnh của gia đình anh được mạnh khỏe, để có thể có cái điều kiện để giúp đỡ thêm cho anh Lời nhé. Tội nghiệp của anh hả? Anh Lời cũng là gà trống nuôi con 5 năm rồi. 5 năm rồi. 5 năm rồi. Anh một mình nuôi chứ. Nuôi cháu. Vâng. Cháu mà vừa thoát đó. Được nghe anh Thăng đây cùng nhiều người dân địa phương đây chia sẻ, quý vị, thì bản thân anh Lời là cũng hôn nhân gia đình cũng không được tròn vẹn, rồi vợ thì đi tìm hạnh phúc mới, còn một mình anh Lời là nuôi con, thì cũng là một cái người đàn ông rất là chịu thương chịu khó, tần tạo chảy vầy đủ thứ để nuôi con vợ ở đây đây, quý vị. Và khi mà xảy ra cái sự việc đó và nghe mọi người cũng bảo là anh cũng phát hiện được là sạt lở lúc bấy giờ, cho nên là anh đã cố gắng đã đẩy con ra qua cửa sổ cho con thoát ra trước. Đúng rồi. Và bản thân anh thì lại mắc chân chỗ cánh cửa và nghe con của anh Lời kể này, đúng không? Đúng rồi, con anh Lời đấy. Kể cháu cũng kêu cứu ba con nhưng không kịp. Mà kêu ba tôi với em nhưng không kịp em đó. Vâng. Tội nghiệp thế. Cứ mỗi một năm đây quý vị, thì cứ vào bắt đầu đến cái mùa tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, thì người dân miền Trung phải sống trong cái nỗi lo âu thấp thỏm, quý vị. Bởi vì bão lụt cứ luôn luôn rình rập đổ dồn lên cái dãy đất miền Trung này. Và mỗi một lần nó đi qua lại luôn luôn để lại những cái nỗi đau, những cái sự mất mát, không chỉ là về tài sản mà về con người, khiến cho người dân miền Trung hàng năm luôn phải gánh chịu những nỗi đau rất lớn, quý vị, rất là xót xa. Bây giờ như này anh Thăng, anh xem là mấy cái hộ gia đình này ở đâu rồi? Xem hiện tại thì đang ở dung mặt nhà bà con hoặc là người dân nào cho ở. Vì hiện tại họ không có nhà nữa, chứ mất trắng tay rồi. Toàn bộ các ở đấy là họ đó. Vâng. Em cũng thấy đấy, toàn bộ đổ nát tài sản bao nhiêu cái như họ gây dựng ra. Vâng. Mấy chục năm người ta chơi cũng còn gì hết cãi luôn. Hoàn cảnh của anh Võ Lời thì hôm qua thì em cũng nhờ anh là đến thắp hương rồi. Đúng rồi. Nhưng mà một chút nữa thì chúng ta sẽ đến trực tiếp chỗ nhà mà ông bà đấy, nơi mà thân sinh ra chỗ anh Lời đây, thì chúng ta sẽ thắp cho anh nén hương để có cái kế hoạch mình có thể hỗ trợ cho các cháu thêm. Quý vị ơi, bây giờ Khánh đang tìm đến nhà của bố mẹ sinh ra anh Võ Lời, là người đàn ông mà kém may mắn khi mà cái vụ sạt lở đất ở tại thôn Như Lề, xã Hải Lề, thị xã Quảng Trị đó, đã khiến anh không qua khỏi. Thì bây giờ nhà bên kia đã sập đổ hoàn toàn rồi. Bây giờ thì gia đình đang đưa thi thể của anh về tại nhà bố mẹ để làm mai táng đây, quý vị. Khánh mời quý vị, chúng ta sẽ cùng Khánh cùng với anh Trần Lương Thăng, chúng ta sẽ vào phía trong để thắp cho anh Lời nén hương, đồng viên gia đình, chia sẻ với các cháu một chút, quý vị nhé. Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi. Gì gì là
hay theo dõi chương trình. Đúng rồi. À, hay theo dõi chương trình của cháu. Rồi. Đi lên thêm mình sâu mình xa gì mình có về thêm là. Nhưng mà hôm nay gì là như thế nào mà mặc áo quần thế này? Người thân. Chỉ ruột lời. Chỉ ruột vốn lời hả? À, dạ. Thì dì theo dõi chương trình của cháu nhiều rồi thì dì biết đấy. Đúng rồi. Dạ dạ. Cái đợt này chúng cháu đang có chương trình để cứu trợ giúp đỡ cho đồng bào miền Trung. Và nghe cái sự việc đau buồn của anh Lời như vậy cho nên là chúng cháu rất là thương. Dạ. Nên đến để thăm hỏi và động viên gia đình, động viên hai con của anh Lời một tí. Dạ dạ. Khổ quá hả? Chúng tôi lắm, anh cần anh đã biết rõ, anh cần anh tôi lắm. Dạ. Dạ trụ mỗi con thích dọn chứ tôi lắm. Dạ. Mẹ vợ anh là đi làm việc bên ngành Ý á. Dạ. Lúc sinh thằng đầu là mới 6 tháng là mẹ đi làm việc ở nhà thằng Lời nuôi. Dạ. Yeah. Cho con bú. Đến khi sau sinh thêm một đứa nữa là hẳn ở nhà mà chẳng phải chỉ con lần đâu mà nuôi con, cho con bú mà con đưa lại nuôi heo. Dạ. Yeah. Mới đi bán bột chở bọt đi tận nhà cho họ. Dạ yeah, vâng. Nói chung là nhờ có chị ruột ở gần bên nhà là chị giúp đỡ thêm. Vâng. Yeah. Nhà con nó lại đàn ông làm sao mà nói chung từng thương miệng phụ nữ mà cho con bú thì phải bú lên cho con bú trên đây pha sữa đảm cho con bú. Dạ. Yeah. Mà một đứa thì nhỏ bú, con một đứa đi học mẫu giáo. Yeah. Nhờ có chị bên giúp đỡ. Vâng. Nhà con vừa thì đi làm cả ngày. Yeah. Đến sau một thời gian thì vừa thì hai vợ chồng đang ở với chắc được này. Yeah. Chia tay. Vâng. Và hai vợ chồng là vợ là nuôi thằng cu nhỏ. Vâng. Con ta, Lời là nuôi thằng cu lớn. Dạ. Yeah. Và lúc bấy giờ khi xảy ra cái sự việc đó là cu lớn và anh Lời là đang ở trong nhà đó. Đúng rồi, đang ở trong nhà. Vâng. Nghe thằng cu lớn nó kể lại là nó nói nó nghe giặc giặc sạc sạc thì ba giây ba giấc ngủ rồi. Vâng. Mà ba giây thì giây cái thì hột hoảng thì mở cửa ra cái thì bắt đầu nó đập nó sập cửa lại rồi. Vâng. Ráng được. Dạ. Bắt đầu mà hai cha con mà trôi lui sau á. Trôi lui sau thì sao mà có cái lỗ mà thằng cu lớn là thằng cu thẳng đó là trốn ra được. Yeah. Mà nói với thằng cu thẳng là nói đi kêu người cứu ba với cái ba bị mắc cái chân rồi. Vâng. Yeah. Và hắn lo ra được mình kêu mình nói đi chỗ mà đeo hồ sơ lỡ nó hồ chạy uống xuống cứu được giảm xuống cứu. Vâng. Mà ba nói đi ba đây đưa ba mắc chân rồi. Ba không mắc chân rồi. Mắc chân rồi không ra được. Dạ. Yeah. Có nghĩa là lúc đó là đất lúc đó là tường bê tông nó đổ xuống. Và chắc là nó kẹp vào chân kẹp của anh Lời chân, đau quá không mắc cứng được. Quá không rút ra được và thằng cu mình chạy lên được. Nói chung là có mấy người họ đỡ rồi họ xuống rồi đến bên cái đoàn là hắn cũng hoàng. Hắn là trụ đình leo lên cái bậc lợ mà khi sạc xuống á. Ba mấy người xuống là nói đường này thẳng ơi là ba hắn là chạy về theo đường bên mà để đi về phía dưới đã mà quân lên lại. Cho hắn mấn có người là dàn cái dàn lợ mà hắn chạy kịp thì cũng sập thêm nữa. Ui giời ơi. Hẳn như nói như hẳn lấn nó. Dạ. Lấn bằng chai kì. Vâng. Sắp tiếp. Thắng ơi sang đây ngồi chú trò chuyện với cháu một tí nữa. Đây. Cứ ngồi đó đi. Cứ ngồi đi. Cứ ngồi đi. Kể đây cho thẳng đấy. Dạ. Thẳng ngồi đó đi. Con ngồi đây với chú coi. Con ngồi đây. Lúc mà bác nói với cháu là chạy lên chỗ cái ô đó rồi là cháu chạy lên mà cháu hô mọi người mà không có ai dám xuống. Ba mẹ chú ra cháu kêu cứu rồi hô không dám cứu. Cháu có kêu cứu nhưng mà họ không dám. Thực ra là cũng thông cảm cho bà con nhân dân là những người hàng xóm ở đó quý vị ạ. Cũng quá sợ hãi lúc mà đất đá nó đang sụt xuống, nhà đang cứ đổ cứ sập như vậy thì không ai có thể dám để đến để chạy vào để cứu anh Lời được. Bởi vì là người thì không cứu được mà lại có thể là nguy cơ còn mất thêm cả người nữa. Cho nên là cuối cùng rằng là toàn bộ bê tông cốt thép nó đè lên và khiến cho anh Lời không qua khỏi. Đau khổ thế. Thì lúc đó sau một lúc sau nó sạt lở thêm một lần nữa thì là toàn bộ cái căn nhà của chúng cháu là chìm xuống như nước luôn hay là nó vẫn nằm trên khô? Nhà có một phần xuống nước, có một phần trên khô. Khổ thế. Tội nghiệp quá. Đâu, cháu bị thương những chỗ nào? Thương ở đây bị nhè thôi. Bị nhè thôi hả? Hai đầu mang con dài được mang con... lúc mà nghe những cái tiếng đồng mà nó rạc nó kéo những cái tấm tôn như vậy thì lúc đó là cả ba cả con đều ngủ cả rồi hả? Chưa, còn ba mình tắt tivi với cháu hiện đang nằm
chơi chắp đi ngủ. Bơ cháu nghe cháu tiếng gió. Cháu nghe trước hay ba nghe trước? Cháu nghe trước là ba cái mua giấc rồi. À lúc đó là ba ngủ rồi. Ba cái ngủ rồi. À. Mấy cháu nghe trước bơ cháu tưởng mưa. Tưởng mưa, tưởng gió. Gió mưa nữa. Nghe bơ ba tỉnh dậy. Bơ ba chạy tới mở cửa trước. Ba tỉnh dậy, ba chạy tới mở cửa trước. Bơ cháu không nhớ ba dậy. Bơ ba mở cửa ra bơ cháu đứng sau ba bơ. Cháu vẫn thấy tôn chuẩn bị rượt cái tôn kéo đi thế với đất sân lở lở nẻ từng miếng. Ba chạy lui sau chỗ cháu vừa rượt luôn. Ba chạy lui ra sau chỗ cháu. Thế là cả hai ba con rớt luôn. Tức là rớt từ trên cao nó rớt xuống so theo với cái đất đá nó bị lở đấy. Rồi xong đó là chân của ba bị mắc kẹt. Cháu rớt gió mịt như nó rớt. Cháu vô đoàn rớt xuống. Cháu ba cháu chị đoàn mà rớt ra cháu theo mà cháu ba thì cháu thì ba cháu thì ba chị tới với mịt như nó rớt xuống với chú. Có nghĩa là lúc đó nó hoảng quá, cái sự việc nó xảy ra nó nhanh quá quý vị. Cho nên là cháu không thể nhớ hết được nữa, đúng không? Đoàn rớt cho cháu cũng bị chết. Đoàn rớt là cháu không biết gì hết. Ba nói cõi lô sáng thế bơ ba về cháu lon ra bơ cháu hỏi ba lon người ăn bơ ba nói ba bị mắc chín rồi. Bơ cháu nó hỏi ba cháu nói ba là nặng lon ra kêu hồ cứu bay bơ ba nói bơ cháu lon ra bơ kêu cứu. Và cuối cùng khi mà cháu thắng lòn ra để kêu người đến cứu ấy, thì không may là sạt lở lần thứ hai nữa. Và toàn bộ những cái gì nó đang còn đứng, đang còn trù ở trên cái nhà đó quý vị, thì nó đã sập đổ xuống hoàn toàn. Khổ thân như thế chứ nữa. Bây giờ những người thân của cháu đâu cả rồi? Nhà ngồi trong bên ba. Đang ngồi trong ba này hết. Bây giờ mình sẽ lên thắp cho anh Lời nén hương nhé. Rồi chúng cháu sẽ có cái sự chia sẻ để hỗ trợ với hai cháu nhỏ nhé. Rồi. Anh Võ Lời thân mến, em tên là Hà Huy Khánh cùng với anh Trần Lương Thăng. Hai anh em chúng em làm những chương trình kết nối yêu thương. Hôm nay chúng em biết được những sự việc rất là đau lòng. Anh ra đi rất là thương tâm trong một cái vụ sạt lở đất ở tại nơi anh đang ở. Chúng em rất là thương xót cho số phận của anh. Và chính vì vậy cho nên là ngày hôm nay chúng em có mặt ở đây trước di ảnh của anh. Hai anh em chúng em có nén hương cầu nguyện cho hương linh của anh nơi chín suối được siêu thoát, linh thiêng, phù hộ độ trì cho con cũng như là những người thân trong gia đình của anh được bình yên, được mạnh khỏe để thay anh gánh vác nuôi các con của anh. Và có linh thiêng nữa là phù hộ độ trì cho các nhà hảo tâm, những người đang yêu mến, đang theo dõi chương trình của chúng em và đã có những sự chia sẻ để giúp đỡ cho anh được bình an, mạnh khỏe anh nhé. Bác là anh đầu của Lời. À anh đầu của anh Lời đấy. Cháu cái bằng bác. Dạ. Thế thì cháu giới thiệu với chú. Dạ. Cháu tên là Hà Huy Khánh. À. Dạ, cháu làm bên chương trình thiền nguyện đấy. Dạ. Dạ, hôm nay cùng với anh Trần Lương Thăng nữa là một người anh của cháu. Dạ. Thì biết được cái sự việc đau lòng của gia đình mình như vậy. Bác chúng ta chấp đồng thì chúng tôi chỉ ba thì chỉ riêng ở ấp cơ các nhân đoàn hòa bò ở thị xã Cát Tường đoàn viện và nhân viên. Dạ, cho nên là ngày hôm nay chúng cháu đến đây để thăm hỏi và chia buồn với gia đình. Dạ. Thì hôm qua khi mà sự việc xảy ra đấy thì cháu chưa có kịp thời để đến đây được. Thì cháu cũng đã gửi cho anh Trần Lương Thăng là một người anh của cháu đã mang tới là 10 triệu đồng để thắp hương và chia buồn để hỗ trợ kịp thời để giúp cho gia đình chúng ta có thêm cái chi phí để tổ chức mai táng cho anh Lời rồi. Dạ dạ, cái đó gia đình mình nhận được rồi đúng không? Dạ, dạ vâng. Dạ hôm nay thì con có dịp và đã sắp xếp được thời gian đến đây đó. Dạ. Thì con cũng thay mặt cho các nhà hảo tâm có sự chia sẻ, đồng viên và giúp đỡ, hỗ trợ thêm cho cháu Thắng ha. Dạ. Cháu Thắng là con anh Lời cũng như là
là hỗ trợ cho gia đình chúng ta thêm số tiền là 10 triệu đồng nữa. Yeah. Thì tổng là 20 triệu đồng. Yeah. Để thứ nhất là chia buồn cùng với gia đình. Yeah. Để góp với gia đình để chúng ta lo cái chi phí mai táng cho anh Lời. Yeah. Bởi vì là với một cái người đàn ông tần tạo làm ăn có được cái gì thì bây giờ là cũng không biết ở đâu cả. Đúng không? Cũng không biết ở đâu cả. Có gì ở trong nhà thì bây giờ cũng sập đổ và trôi xuống sông cả rồi. Cho nên là thực sự là cũng rất là khó khăn vất vả. Con thì đang còn dài, tới đây rồi không biết thế nào. Hôn nhân gia đình thì là tan vỡ rồi. Cho nên là thực sự là cũng rất là thương cho các cháu. Cho nên là hôm nay thì chúng cháu thay mặt cho các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm cho cháu Thắng nhé, là con của anh Lời, thêm 10 triệu đồng nữa. Tổng là 20 triệu nhé. Yeah. Cháu có muốn nói điều gì không? Dạ, chào cảm ơn chú. Cháu cố gắng lên Thắng nhé. Dạ. Chú biết là cháu rất là đau buồn, rất là đau khổ. Nhưng mà bây giờ cái số phận của ba thì không may mắn là như thế rồi. Thì bây giờ cháu cũng cố gắng là kìm nén nỗi đau để rồi cùng với bác, co, chú, cụ gì để chúng ta lo cái tang sự cho ba được trọn vẹn nhé. Rồi sau đó thì cũng cố gắng là phải bám với bác, với các o để rồi các bác, các o sẽ tới đây sẽ lo cho cháu nhé. Coi các bác, các o như cha, như mẹ của mình. Cố gắng chăm ngoan, học tốt cháu nhé. Cháu Thắng nhé. Cố gắng lên nhé. Cảm ơn chương trình. Trong nhà có tạo điều kiện cũng cố gắng để giúp đỡ cho cháu đó. Vâng. Có trách nhiệm của bác mà cũng Cha luôn. Cố gắng lên bác nhé. Bởi vì là cái sự chúng cháu biết rằng là cái nỗi đau này của gia đình là rất lớn, rất là đường đột. Đang anh Lời đang khỏe mạnh, đang chăm chỉ làm ăn, rất thương yêu con cái và gia đình như vậy. Mà bây giờ đùng cái anh ra đi rất là thương tâm như thế này thì ai cũng đau khổ, đau buồn cả. Nhưng mà mình cũng phải cố gắng kìm nén nỗi đau để rồi lo cho anh cho nó được trọn vẹn. Bác nhé. Thì chúng con cũng chỉ có được cái sự chia sẻ và có sự kết nối thì cũng mong là một phần nào đó với bớt cái sự khó khăn của gia đình nhé. Cảm ơn chương trình. Giang tay giúp đỡ chúng ta. Một lần nữa thì Khánh cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các nhà hảo tâm, các quý vị chúng ta đã dành những cái tình cảm đặc biệt để đồng hành cùng với Khánh, giúp đỡ cho gia đình anh Lời, giúp đỡ cho cháu Thắng và những người con đã không may mồ côi cha rất là đáng thương này trong một cái vụ sạt lở đất rất là thương tâm. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì Khánh xin khép lại chương trình ở đây. Xin chào toàn thể quý vị.